Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop mai vàng của Trúc Yên để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nữa nha quý vị. Rồi, chào Yên. Xin chào anh Tuấn, xin chào cả nhà mình nha. Shop mai vàng Trúc Yên, ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Xin kính chào cô chú anh chị ạ. À. Và mai vàng của bên em là chúc cả nhà dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài nha cả nhà ơi. Và shop bên em là chuyên kinh doanh mặt hàng là mai giảo Tân Châu nha mấy chị nha. Và nhắc tới giảo Tân Châu là mấy chị sẽ nhớ ngay em nói riêng về dáng nè, dáng lắc lượng, dáng long ha cả nhà nha, dáng trượt cũng có luôn. Và tàn là tàn tròn đều nha cô chú anh chị ơi. Và mặt bông hơi khỏi chê luôn, màu vàng rất là đẹp nha cả nhà ha. Và hình thức của bên em là giá công khai trên clip là giá đã bao ship nha mấy chị nha. Em ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ạ. À. Và số hotline là 0939 779 318, đồng thời cũng là Zalo của bên em. Anh chị nào mà có nhu cầu mua sỉ, mua lẻ, mua lô mai giảo Tân Châu cứ liên hệ bên em nha. Bên em tư vấn và hỗ trợ hết mình cho cô chú anh chị luôn ạ. À. Rồi không làm mất thời gian nữa, mình vào mã đầu tiên nha mấy chị nha, mã 221. Rồi, 221 đây rồi quý vị. Đây, cả nhà xem giúp em. Rồi chiều cao này là cao tầm 1,5 m nha mấy anh chị. Rồi tán ngang tầm 1 m luôn cả nhà ơi. Đó. Rồi hoành này là gần 22, em tính 21 rồi nha mấy anh chị nha. Rồi 21 hoành, đường kính bầu 42. Rồi bây giờ ngắm nghe kỹ củ đế đây ha. Đây củ đế nè đẹp đây ha. Rồi thân cành luôn quý vị. Tay cành đều từ dưới lên trên luôn. Rồi giá luôn nhiêu đem. Rồi mã này là mã 221 nha mấy anh chị nha. Giá là 1,5 triệu, em bao ship cho mấy anh chị luôn đây. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp theo mã 222. Chiều cao 1,2 m nha cô chú anh chị. Tán ngang tầm 1 m luôn cả nhà ơi. Rồi. Rồi hoành 20 nha cô chú anh chị ơi, đường kính bầu 40. Đây mấy anh chị xem giúp em. Rồi thân cành luôn quý vị, thân cành đẹp nè. Nó xòe đẹp luôn ha. Rồi giao luôn như đem. Rồi mã này là mã 222, em giao lưu giá là 1,5 triệu nha mấy anh chị ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp theo mã 223. Đây hàng mới về còn nóng như luôn nha mấy anh chị ha. Nóng hổi luôn. Rồi chiều cao em này là tầm 1,5 m hơn nha mấy anh chị. Tán ngang này là tầm 1,05 m. Rồi quanh 18 nha cả nhà, đường kính bầu 41 luôn. Để luôn. Rồi, thân cành đẹp luôn quý vị. Rồi giá luôn như đem. Rồi mã này là mã 223 nha cô chú anh chị ơi, giá 1,6 triệu, em bao ship cho cô chú anh chị luôn nha. Rồi 1,6 triệu bao ship. Dáng long ha cả nhà. Rồi tiếp theo mã 224. Chiều cao là 1,45 m nha cả nhà. Tán ngang này tầm 1,05 m. Rồi, hoành này là hoành 22, đường kính bầu 42 nha cô chú anh chị. Rồi, củ đế luôn. À, đế này cũng kính đế quá vậy, củ nở ha. Nở bị chản. Rồi, thân cành luôn. Có gì, cành đặt kẹo luôn ha. Rồi, giao luôn như đem. Rồi mã này là cái mã 224, giao lưu giá là 1,550,000, bao ship luôn cả nhà. Rồi, ơi. Xuống cây luôn. Rồi tiếp theo mã này là mã 225. Cao 1,35 m. Tán ngang tầm 1 m nha cả nhà. Rồi quanh 19, đường kính bầu 39 nha cả nhà. Rồi để luôn rồi quý vị. Rồi thân cành luôn cái gì ơi, cành này cũng đã đều luôn.
Rồi giao lưu nhiêu đêm? Rồi mã này là mã 225, giao lưu giá 1,4 triệu, em bao ship nha. Rồi xuống cây luôn. Tiếp theo mã 226, cao 1m4 nha cả nhà, tán ngang là 85. Rồi quanh 17, đường kính bầu 35. Để luôn. Rồi thanh cành luôn quý vị. Rồi giao lưu nhiêu đêm? Rồi mã này mã 226 nha cả nhà, giao lưu 1,3 triệu, em bao ship nha. Rồi xuống cây. Tiếp theo mã 227, chiều cao 1m4 luôn cả nhà ơi, tán ngang tầm 95. Rồi quanh 18, đường kính bầu 35 nha mấy anh chị. Hôm nay có cái củ trần do xe rồi bánh vô diện ngắm nghĩa thêm lần nữa ha. Đây cái củ nè. À. Rồi thân cành luôn rồi quý vị, em này tay cành với thân bẻ cũng đẹp ha. Đặt hết trơn. Lô hàng này mới về những quý vị nóng hổi luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Rồi mã này là mã 227 nha mấy anh chị nha, giao lưu giá 1,3 triệu, em bao ship luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp theo mã 228. 228. Rồi. Rồi 228. Cây này cao tầm 1,5 m nha cả nhà, tán ngang tầm 1m05. Rồi quanh 18 nha cả nhà, đường kính bầu 41 luôn. Rồi tân cành luôn quý vị, cành đặt hết trơn ha, đẻ tứ diện luôn, đều luôn, mình thấy đỉnh luôn đây. Rồi giao lưu nhiêu đêm? Rồi mã này là mã 228 nha cô chú anh chị ơi, giao lưu giá 1,5 triệu, em bao ship nha. Rồi xuống cây. Rồi tiếp theo mã 229, chiều cao 1m15, tán ngang tầm 1m nha cô chú anh chị. Quanh 17, đường kính bầu 37. Rồi để quý vị. Rồi tiếp tục luôn, thân cành luôn. À, cành nó xè theo đi theo đường thân này. À, đó. À, theo đường thân lên đẹp luôn ha. À, đẹp. Rồi giao lưu như đây. Rồi mã này là mã 229, em giao lưu giá 1,4 triệu, em bao ship nha cả nhà. Rồi ok luôn. Rồi tiếp theo mã 230 nha cả nhà ơi. Có mặt hoa luôn. Có mặt hoa. À, bụi chà bá luôn, nhiều cánh luôn. Chiều cao 1m25, tán ngang là 80 nha cả nhà. Cái này thì cũng bóc cũ luôn nè cả nhà. Rồi cái hoành này là cái hoành 17 nè cả nhà ơi, và đường kính bầu 38. Này cả nhà xem giúp em. Rồi thân cành luôn quý vị. À thì đây em cho mấy chị xem mặt ha. Hoa ha. Đây đi, đây, nào cũng được ha. Đó, bông to. To. Nè mấy anh chị, ba ngón tay em hơn nè, hai lớp cánh nè cả nhà. Hai lớp ha. Cả nhà xem giúp em ha. Bông chùm nha. Bự không có. Dảo Tân Châu này là bông chùm nha cả nhà ha. Một nụ có thể ra được từ 3 cho tới 7 bông nha mấy anh chị. Có khi tới mười mấy bông luôn, tùy cây nha. Đó. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Rồi, mã này là mã 230, giao lưu giá chỉ có 1,1 triệu thôi, em bao ship cho mấy anh chị nha. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo mã 231, chiều cao 1m2 nha cả nhà, tán ngang 85. Rồi, quanh 15, đường kính bầu 35. Rồi thân cành luôn quý vị ơi. Rồi giao luôn nhiêu đêm? Rồi mã này là mã 231 nha mấy anh chị nha, chỉ 1 triệu thôi, bao ship cho mấy anh chị luôn. Rồi
sống cây luôn. Rồi tiếp theo mã 232. Rồi 232. Dán lông nha. Hồi em này lại em thấy cao hơn 1,5 m rồi đó cả nhà. À, rồi tán ngang tầm 1,1 m nha cả nhà. Rồi hoành 22 luôn cả nhà ơi, đường kính bầu 44. Thân bẻ ngặt luôn ha, kích kích luôn. Để đây không quý vị? Để nó đây ha. Tiếp luôn. Để chồng bằng trước luôn nè. Đó, để chồng tức cũng sẽ làm cho bộ đế mình cũng kính ha, đẹp ha. Rồi, thân cành luôn. Thân, tặc kẹo luôn ha. Lắc lên cái đỉnh luôn nè. Mã 232 này cả nhà ơi. Rồi mã này em giao lưu giá là 1.650.000, bao ship toàn quốc nha. Rồi xuống cây luôn. Tiếp theo mã 233. Chiều cao 1,4 m nha cô chú anh chị. Tán ngang là 90. Rồi quanh 16, đường kính bầu 37. Rồi cả nhà xem. Rồi giống cái cụ đế luôn rồi quý vị. Rồi thân cành luôn quý vị. Giao lưu nhiêu đây em? Rồi mã này là cái mã 233, giao lưu giá 1,2 triệu, bao ship nha cả nhà. Rồi okay luôn. Tiếp theo mã 234 luôn cả nhà ơi. Rồi 234. Mặt bông ghiền nha. Chiều cao 1,3 m. Tán ngang 95. 17 hoành nha cả nhà, đường kính bầu 38. Rồi, bông nè, bông trên ôi dưới được bông nào cũng tự cũng đẹp hết trơn ha nè. Ghiền luôn mấy anh chị ơi. Sáng luôn. Đây, bông nào đó cũng đẹp nè. Rồi, bông nào bự bự ha. Nói chung bông nào cũng bự cũng đẹp hết ha quý vị. Nhiều cánh hết mấy anh chị ha. Đó, mấy anh chị xem. Dài dài lên trên bông nào cũng vậy luôn. Trên đỉnh là nguyên đây nè. Đó. Bông này là mới trổ nè. Nó còn cái nhị nè ha. Còn mấy em kia rớt nhị hết trơn ha, bông bự không ha. 1,4 m. Bông đẹp. Rồi, giá luôn nhiêu đem? Rồi, mã này mã 234 giá chỉ có 1.150.000 thôi, bao ship cho mấy anh chị luôn. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo mã 235 nha cả nhà. Rồi, 235. Chiều cao em này chắc cũng gần 1,45 m. Tán ngang tầm 1 m nha cả nhà ơi. Rồi, 19 hoành nha cả nhà, đường kính bầu 39 luôn. Rồi, để đây. Rồi, cho một vòng nữa đi ha. Vậy nó nghe kỹ cái đế ha. Để lực luôn. Nó mấy anh chị xem. Rồi, thân cành luôn. Rồi, giữ luôn như đen. Rồi cái mã này là cái mã 235 nha mấy anh chị nha. Giá là 1.450.000, em bao ship luôn. Rồi. Ok. Tiếp theo mã 236. Chiều cao 1,4 m luôn nha cả nhà. Rồi, tán ngang tầm 1,05 m luôn. Rồi. Ồ, hoành 21 nha cô chú anh chị. 21 hoành, đường kính bầu 45. Rồi thân cành đẹp ha. Đây bố 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 đẹp quá đây quý vị. Đấy còn bự bự không ha. Rồi xíu là chú vị ngắm nghía kỹ lại em nó ha. Để đây có cũ luôn. Rồi thân cành đẹp luôn. Rồi, giá luôn nhiêu đem? Rồi, mã này là mã 232. Ủa, xin lỗi. 336, xin lỗi nha mấy anh chị nha. 236, giao lưu giá là 1.550.000, bao ship nha mấy anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã 237 luôn nè cả nhà ơi. Này, 237 nha. Cao 1,38 m, gần 1,4 m đó mấy anh chị. Tán ngang tầm 1 m luôn cả nhà ơi. Rồi,
Hoành này là hoành 19 nha cô chú anh chị, và đường kính bầu 42. Rồi, để luôn rồi quý vị. Rồi, thân cành ha, xe đẹp nè. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Rồi, mã này là mã 237 nha mấy anh chị nha. Giao lưu giá là 1.550.000. Em bao ship cho mấy anh chị luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã 238 nha cả nhà. Chiều cao tầm 1m luôn cả nhà ơi. Tán ngang tầm 1m nha. Em đo ngay cái eo nè. Đó. Hoành 21 nha mấy anh chị. Đường kính bầu 41. Thân cành luôn nha quý vị. Mấy anh này, anh này thân cành, cành rất là lực cơ quý vị nè. Cành bự 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 không ha. Rồi, giá luôn nhiêu đây? Rồi, mã này mã 238 nha mấy anh chị nha. Giá 1.3 triệu, bao ship cho mấy anh chị luôn. Rồi, 1.3 triệu. Rồi, tiếp theo mã 239 nha cả nhà. Chiều cao 1m3. Tán ngang 95 nha cả nhà. Rồi, hoành này là hoành 17 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu 42. Rồi, để luôn. Rồi, thân cành quý vị. Mã 239 nha cả nhà. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Rồi, mã này mã 239, giao lưu 1.3 triệu, em bao ship nha mấy anh chị ơi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã 240 nha cả nhà. Đây, cây nóng hổ luôn nha mấy anh chị nha, vừa ở xong luôn. Ủng hộ giúp em. Chiều cao 1m1 luôn cả nhà ơi. Tán ngang 95. Rồi, hoành 16 nha, đường kính bầu 36. Rồi, giữ luôn như đem. Rồi, mã này là mã 240 nha cả nhà ơi. Rồi, giá mềm nha, 1.1 triệu, bao ship luôn cả nhà ơi. Rồi, qua cây mới luôn rồi quý vị. Tiếp theo, mã 241. Rồi, 241. Đây, 241. Cao 1m3 luôn nha cả nhà. Tán ngang 95. Này, đò là dây nha mấy anh chị. Rồi, cái hoành này là cái hoành 18, gần 19, tính 18 luôn nè. Đường kính bầu 40. Đế nè mấy anh chị, đó. Rồi, thân cành luôn nha quý vị. Rồi, cho luôn như đem. Rồi, mã này là mã 241 nha cả nhà ơi. Giao lưu giá 1.4 triệu, em bao ship nha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã 242. À, cái cũ nè, cũ đế. Rồi, quá dữ. 242. 242. Chiều cao là 1m45 hơn nha cả nhà. Rồi, tán ngang tầm 1m05 luôn cả nhà ơi. Rồi, cái hoành này là hoành 19 nè, gần 20 luôn á, tính 19 thôi. Đường kính bầu 41. 19 đây, hoành. Này có cái cũ bự chà bá luôn. Đó cả nhà xem. À, đó. Cũ nè. Hai cũ nè. Đẹp ha. Cho ăn vòng nha quý vị nhé, cái cũ một lần nữa ha. Đó. Đó. 42. 42. Đó, y như cái cũ đấy, y như con ốc vậy. À, thân cành xe đều lắc lên tới trên luôn. À, đẹp ha. Giá luôn nhiêu em? Rồi, mã này lấy giá mềm cho mấy anh chị luôn, 242, 1.5 triệu, em bao ship luôn. 1.5 triệu quý vị. Đó.
chốt gấp nha. Tiếp theo mã 243. Rồi 243. Rồi chiều cao này tầm 1m4 hơn nha mấy anh chị ơi. Rồi tán ngang này tầm 1m05. Cái bỏ đi, lấy cái cũng được đi. Rồi là hiểu rồi. Rồi cái hoành nha mấy anh chị. Hoành 22, 22 hoành cả nhà ơi. Đường kính bầu 41. Rồi để đây quý vị. Đó, đây đó. Để đặt hết trơn ha. Cho một vòng nó đi cho quen. Ngắm cái kỹ đế ha. Để xe đều trơn đây. Rồi, cành đây quý vị, bẻ ngặt ha. À, tay cành lực nè. Đều lên từ dưới lên trên luôn ha. Rồi, giao lưu như đêm. Rồi, mã này mã 243 giao lưu giá 1,9 triệu, em bao ship cho mấy anh chị nha. Cũ bự quanh bự luôn, tàn đều. Rồi 1,9 triệu. Rồi mã này là mã của clip của bên em, và shop Trúc Yên là chuyên kinh doanh mặt hàng may dạo Tân Châu. Rất mong anh chị yêu mến shop và ủng hộ shop, và hẹn cô chú anh chị vào clip sau ạ.